chồng kém tuổi Ngô Thành Phân, rớt casting thành sói dù mà lem, ai ngờ nay cưới cả đạo diễn. Không, anh đóng thử cái đoạn mà Long gặp Hải, cái đoạn ban đầu á, anh cầm cung giúp anh. Đó là lần đầu tiên mà gặp ngoài đời. Sau đó xong rồi yêu nhau, lấy nhau. Huy Trần đã có những chia sẻ về bộ phim do vợ làm đạo diễn sản xuất, viết kịch bản và tham gia đóng chính. Nam doanh nhân từng tiết lộ bản thân đã từng tham gia casting với vai Long trong phim Thanh Sói nhưng bị Ngô Thành Phân đánh trượt. Nhiều người hâm mộ cũng bất ngờ vì Huy Trần cũng khá hợp với vai diễn, anh sở hữu visual chuẩn điện ảnh, thêm body chuẩn khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Ông xã nữ đạo diễn cũng cho biết buổi casting đó cũng là lần đầu mà cả anh và vợ gặp nhau, từ đó cả hai yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân. Tuy không được tham gia Thanh Sói nhưng anh luôn ở bên hỗ trợ vợ trong suốt quá trình quay, thậm chí là trong quá trình tuyên truyền cho phim. Trong những lần xuất hiện trước công chúng cùng Ngô Thành Phân, Huy Trần luôn khiến khán giả phải rung động vì độ đẹp trai chuẩn nam thần của mình. Trong quá trình bà xã quay phim, anh đã học hỏi được nhiều điều từ bà xã. Vì là người đồng hành cùng nữ đạo diễn nên không ít lần Huy Trần chứng kiến cô phải stress vì quá trình làm phim khó khăn. Nam doanh nhân là người luôn an ủi, nấu ăn, trò chuyện để vợ thoải mái. Huy Trần sinh năm 1990 tại Đức. Sau khi về nước, anh được khán giả biết đến với tư cách là một người mẫu vô cùng nam tính và quyến rũ. Ông xã kém tuổi của Ngô Thành Phân được đánh giá là khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu, các đường nét vô cùng cuốn hút. Đặc biệt anh thu hút mọi người với vẻ đẹp từng trải trưởng thành, với phong cách thời trang chỉnh chu sang trọng. Ngoài gương mặt, anh còn sở hữu body 6 múi cùng thân hình cân đối. Đây cũng là niềm mơ ước của nhiều đấng mày râu. Bên cạnh đó, khán giả còn nhận xét rằng Ngô Thành Phân ngày càng trẻ trung rạng rỡ hơn sau khi kết hôn cùng với chồng trẻ kém 11 tuổi. Phong cách thời trang đời thường của nữ diễn viên cũng dễ thương nhí nhảnh hơn trước khá nhiều. Huy Trần dường như chưa bao giờ từ chối trước đề nghị của Ngô Thành Phân. Không chỉ trong chuyện ăn uống, nam CEO còn sẵn sàng gác lại hết công việc ở Việt Nam để đưa bạn gái đi du lịch khắp nơi. Cho dù nữ diễn viên muốn lên rừng hay xuống biển, thì chồng trẻ kém 11 tuổi đều chịu theo tất tần tật. Khán giả cho rằng kết hôn khi đã bước sang U40, Ngô Thành Phân quả chờ đợi không uổng công vô ích. Từ ngày Huy Trần đến bên đời, đã nữ màn ảnh Việt không còn cần phải gồng mình mạnh mẽ. Nữ diễn viên thoải mái mè nheo nũng nịu vì bạn đời sẽ chiều theo tất tần tật sở thích, thậm chí những ước muốn có phần điên rồ của cô. Bên cạnh đó, trang cá nhân của Huy Trần cũng thường chia sẻ hình ảnh ngọt liệm tim bên Ngô Thành Phân. Cả hai đã có chuyến du lịch ở trời Tây và kèm theo bức hình tình tứ này, chồng trẻ của nữ diễn viên viết dòng chú thích những ngày chủ nhật của chúng mình. Cả hai còn không ngần ngại công khai khoảnh khắc khóa môi nhau trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Ngô Thành Phân và Huy Trần còn diện giày đôi và hành động được cho là ngầm đánh dấu chủ quyền. Dưới bài đăng, dân FA đồng loạt khen trời trước hình ảnh ngọt hơn đường của cặp đôi. Ngoài ra, dân tình cũng dành nhiều lời khen ngợi vì sự ăn ý và đẹp đôi của cả hai. Ngoài công việc là một chủ nhà hàng, Huy Trần còn là một người mẫu ảnh. Chính vì thế, ngoại hình của chàng Việt kiều Đức này được nhận xét là rất xứng đôi với Ngô Thành Phân, dù cả hai cách nhau 11 tuổi. Trước đó, cả hai từng có khoảng thời gian hẹn hò kín tiếng trước khi xác nhận quyết định về chung một nhà. Cặp đôi được ủng hộ sau khi công khai tình cảm bởi dù chênh là tuổi, nhưng trông cực kỳ xứng lứa vừa đôi. Sau kết hôn, Ngô Thành Phân cùng Huy Trần tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ở trời Tây. Cả hai khoe khoảnh khắc hạnh phúc tay trong tay nhau du khắp nơi. Người hâm mộ hy vọng trong tương lai gần, cả hai sẽ nhanh chóng đón quý tử đầu lòng. Cuộc gặp gỡ tình cờ đã tạo nên nhân duyên cho cặp đôi đẹp nhất showbiz Ngô Thành Phân và Huy Trần về chung một nhà. Dù không tham gia phim của vợ nhưng anh vẫn luôn theo sát, quan tâm và hỗ trợ bà xã trong tất cả các dự án.